Xin chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, quý vị sẽ được cung cấp cũng như được học rất nhiều những món ăn ngon. Nhưng mà đây là những món ăn đơn giản, dễ làm và thời gian chế biến thì vô cùng nhanh nữa. Và không biết quý vị có nhớ hay không, đó là chị Thanh đã từng hứa với tất cả chúng ta là sẽ hướng dẫn một món ăn lạ miệng. Bây giờ thì phải bắt chị Thanh thực hiện điều này thôi. Ngọc Hiên yên tâm đi, chị không có quên đâu. Quý vị thân mến, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị một món ăn truyền thống ở miền Bắc có tên gọi là sườn bung. Chà, cái món ăn này Ngọc Hương nghe cái tên là đã bị lôi cuốn rồi. Nhưng mà chị Thanh ơi, phải công nhận một điều rằng ẩm thực Việt Nam của mình thật là phong phú. Bởi vì không chỉ ngon lạ mà ngay cả cái tên cũng khiến cho người khác tò mò nữa đó chị. Ừ thì đúng rồi, vậy thì bây giờ chị đoán Ngọc Hương có thể nói được cái từ bung ở món ăn này có nghĩa là gì không? Em đoán á, cái chữ bung này á có nghĩa là nấu cho nở bung lên luôn, đúng không? Gần đúng thôi. Quý vị biết không, món bung là một dạng món nước phổ biến ở miền Bắc. Tuy nhiên khi nấu chúng ta không sử dụng nước nhiều như là phở hoặc là bún bò, và cũng không ít nước như là các cái món xào. Đối với món bung thì nước chỉ xong sấp mặt thôi. Điều đặc biệt là khi chúng ta sử dụng nguyên liệu nào để nấu thì món bung có tên của chính nguyên liệu đó. Em hiểu rồi, có nghĩa là ví dụ như em nấu gà thì gọi là gà bung, ốc á thì ốc bung, còn vịt thì gọi là vịt bung, đúng không chị? Đúng rồi em. Nguyên vật liệu để thực hiện món này khá đơn giản đó các bạn. Các bạn chuẩn bị sườn non mà nhớ nhiều nạc, bạc hà, cà chua, đu đủ xanh, hành lá, ớt sừng, ngò gai, nghệ tươi. Gia vị thì các bạn dùng nước mắm, muối, bột ngọt Ajinomoto, hạt nêm Ajingon và giấm gạo Lisa. Sườn non mua về các bạn chặt khúc khoảng 4cm. Bây giờ chúng ta ướp sườn. Công nhận là những miếng sườn non chị mua rất là nhiều thịt nha chị Thanh. Như vậy món ăn của chúng ta mới ngon đó em. Dạ. Chúng ta ướp vào đây một muỗng muối ha các bạn. Một muỗng muối. Rồi. Và một muỗng Ajinomoto. Dạ. Rồi em đảo cho phần gia vị này thấm đều vào thịt ha. Dạ. Rồi chúng ta chờ cho nước sôi thì chúng ta bắt đầu thả sườn vào hầm. Đầu tiên chúng ta thái xé bạc hà. Phần bạc hà này sau khi thái xong các bạn bóp muối và chúng ta vắt ráo. Ủa tại sao mình phải bóp muối hả chị Thanh? Chúng ta bóp muối để sau đó chúng ta vắt ráo thì cái phần bạc hà khi nấu xong em ăn nó giòn hơn đẹp. Điều này rất là hay. Quý vị khán giả thân mến, sau khi cắt bạc hà xéo thành từng khúc như thế này thì chúng ta sẽ bóp muối và sau đó vắt ráo. Như vậy thì khi ăn bạc hà sẽ có độ giòn rất ngon. Cà chua thì các bạn thấy muối. Phần đu đủ các bạn cũng thấy miên. Em không hiểu là tại sao trong món này mình phải sử dụng đu đủ xanh đó chị Thanh. Đu đủ làm cho xương mau mềm mà nước xương của chúng ta nó ngọt hơn. Dạ, em sẽ lưu ý điều này. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sử dụng đu đủ xanh trong món ăn này. Điều đầu tiên là đu đủ xanh sẽ giúp cho thịt mau mềm và điều thứ hai là giúp cho nước ngọt. Phần hành lá và ngò gai thì em thái nhỏ. Ớt thì các bạn thái lát. Phần nghệ tươi này các bạn thái nhỏ, giã và vắt lấy nước. Ở đây tôi đã chuẩn bị một ít nước nghệ tươi rồi. Chị Thanh ơi, nước sôi rồi nè, em bỏ sườn vô nha. Rồi, em giúp cho chị đi. Phần bạc hà sau khi chúng ta vắt ráo rồi, các bạn ướp vào đây nghệ và một ít giấm. Dạ. Mình ướp khoảng bao nhiêu muỗng giấm gạo Lisa hả chị? Một muỗng cà phê thôi em. Dạ. Dạ. Bây giờ chúng ta tiếp tục cho phần đu đủ xanh vào. Sau khi cho đu đủ vào thì các bạn nêm vào đây một muỗng nước mắm. Nêm một muỗng nước mắm. Một muỗng nhỏ muối. Dạ. Một ít hạt nêm Ajingon. Và một nửa muỗng Ajinomoto. Dạ. Một phần quan trọng đó là các bạn nêm vào đây một muỗng cà phê nghệ và một muỗng giấm gạo Lisa. Bây giờ đu đủ đã chín rồi, các bạn cho tiếp phần cà chua vào. Cuối cùng là chúng ta cho phần bạc hà vào. Xong hết.
chị Thanh ơi, Ngọc Hương ngửi được mùi thơm thơm phảng phất của giấm gạo Lisa nữa đó. Đúng rồi em, và mùi thơm của nghệ nữa đây. Dạ, bây giờ em có thể tắt bếp giùm chị đi. Bây giờ chúng ta múc ra em ha. Dạ. Đúng là món ăn này có màu sắc nhìn rất là bắt mắt, màu đỏ của cà chua, màu xanh của bạc hà, mà nước á thì vàng vàng của nghệ. Cuối cùng chúng ta nêm vào đây phần ngò gai và hành mà chúng ta chuẩn bị. Các bạn rắc một ít lên và điểm thêm vài lát ớt sừng. Đúng vậy. Bây giờ chị múc để Hương thử nha. Dạ. Chúng ta đã có một món sườn bung hấp dẫn để có thể ăn với cơm hoặc với bún đều được. Cảm ơn chị Thanh. Vị rất là lạ thưa quý vị khán giả thân mến, vị chua nhẹ nhẹ của giấm gạo Lisa thôi. Và cách nêm nếm của chị Thanh á, Ngọc Hương cảm thấy là rất là ngon miệng và vừa ăn. Chúc quý vị sẽ thật thành công và ngon miệng. Và đến đây thì Ngọc Hương và chị Thanh xin được chào tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chương trình lần sau. Và đừng quên gửi thư về cho chương trình ở hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.